lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mặc như ảnh được, cái là cái mặt đẹp trai thôi, còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại nói chuyện mềm mỏng lắm, em tưởng là gay không á. À, em không nói chuyện em với nhỏ bạn em, ảnh lo nói chuyện với Khanh đó không, mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Dạng mưa dầm thấm lâu thôi chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu giống anh Bin. Anh Bin là đúng hả lắm chứ còn gì nữa. Giờ em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tới thui à, mới là chạm môi cái là ôm em hôn ngấu nghiến luôn. Nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó, nếu mà mẹ em biết mà em bị mất trước khi hôn nhân á là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Em mới tức quá em nói nếu mà anh không biết để dặn thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giận một phát vô tường, xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi gãy tay rồi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn thể vị khán giả. Em tên là Lâm Nguyễn Quốc Vinh, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang làm đầu bếp ở dưới Bình Dương. Nhưng mà đồ món Tây hay món ta? Dạ em làm món Tây, bây giờ là em đang làm bếp bánh. Hôm nào anh xuống dưới anh ghé anh ăn nha. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ em làm ở dưới sân golf Harmony. Rồi còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang kinh doanh bánh online tại Bình Dương luôn ạ. Bán bánh dạ, luôn. Trong chuyên nghề lại. Nhưng mà kinh doanh là bán bánh hay bán gì nè? Dạ bánh kem. Có nghĩa là ngoài việc là làm bánh ở trong sân golf ra thì về nhà chắc là hai đứa cũng dạ, học làm... ảnh truyền hết lại cho em luôn. Ồ, oh, tức là em cũng tự làm bánh và em bán dạ, trên online luôn. Chút nữa vô kết bạn Facebook nghe. Anh chị là phi sinh. Vậy là nguyên lý anh khoái bánh lắm. Và hai đứa giới thiệu cho anh biết lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Vào mùng 1 Tết là em có qua một nhà của người bạn là để giới thiệu cho cô bé hàng xóm là bạn thân của vợ em á. Em mới không có để ý gì tới vợ em. Buổi tối hôm đó là mới vô cái group chat của những người bạn với nhau, em mới lướt Facebook, vô Facebook của vợ em mới bị hớp hồn á chị. Lý do là tại vì hôm mà đi á là vợ em không có trang điểm không có gì hết. Mà nói nhiều muốn bia nữa. Lúc mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới chưng diện lên. Hết hồn. Thế là em mới chuyển qua là quyết định là khua vợ. Ủa nhưng mà anh chưa hiểu, có nghĩa là em giới thiệu cô bạn hàng xóm cho bạn của em. Tôi tức quá, là một cái người bạn đó, đó. Giới thiệu này cho nhỏ hàng xóm của nhỏ này. Rồi cái nhỏ này là bạn thân của nhỏ hàng xóm đó. Rồi mình lần đầu tiên gặp bạn là không có thích nhau. Không có thích tại vì nó uống bia. Lần sau nhỏ này dọn lên thì bây giờ lại không bỏ nhỏ hàng xóm qua luôn. Qua nhỏ này luôn. Mà lúc đó là nhiêu tuổi nè? Dạ lúc đó là em mới có 28 tuổi. Chững chạc rồi đó. Mà lật bánh tráng lẹ ghê luôn. Còn em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh được, cái là cái mặt đẹp trai thôi, còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm, em tưởng là gay không á. Tại ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em, ảnh lo nói chuyện với Khanh đó không, mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là hai bạn không ai có ấn tượng tốt về nhau cả, đúng, đúng không? Thì nhưng mà lần thứ hai là bạn đã có cảm tình với bạn này chưa? Hay là vẫn cái cảm giác cứ bình thường thì em tán tỉnh cửa và cách nào thì em cũng là bình thường, không có vồ vập, nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Đói thì em mua đồ ăn. Bệnh thì em mua thuốc. Dạng mưa dầm thấm lâu thôi. Chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu có giống anh Bin. Anh Bin là dữ hả lắm. Chứ còn gì nữa. Hồi đó em cũng xài chiêu y như bạn này, mà cuối cùng không dính. Dễ sợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em vẫn còn nghi ngờ ảnh gay không? Dạ không. Mùng 3, mùng 4 gì đó đi chơi là mấy đứa nó nói là anh Vinh thích em. Em thấy anh này bắt đầu là quan tâm em. Đang đi nhậu mà mẹ em gọi điện về la sùm là ở đây, là bắt đầu Lệ có sao không, Lệ có bị gì không. Rồi sau đó tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 3 tháng mấy, tại 3 tháng là anh tỏ tình em. Em quyết định em tỏ tình cổ bằng cách nào? Em rất là đơn giản chứ em không là hoa, không có hoa mỹ gì hết. Là cứ nói thẳng, em làm bạn gái anh nha. Em đó Lệ chịu liền đúng không? Dạ không. Em nhớ là cái bữa đó là anh chở em ra ngoài cái công viên gần nhà. Nó cũng mờ mờ. Xong sát bên có bụi chuối. Trời ơi tâm nó mũi gần chết luôn. Xong cái đang ngồi nói chuyện cái ổng quay qua, ổng nói chứ là bạn gái anh nha. Những cái người bạn trai trước của em thường là nhắn tin hoặc là gọi điện tỏ tình, ít ai mà nói chuyện trực diện vậy lắm. Đúng rồi. Xong em cũng im im, em không nói gì hết. Em về em cứ đắn đo mãi luôn. Nhưng mà sau này hên là cứ nhắn tin rồi lần lần em mới thích ảnh. Đến bao lâu thì em mới quyết định là chấp nhận là bạn gái của anh? Cũng khoảng gần 4 tháng á. Sau một tháng nữa đó, đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi có dành tặng cho cổ nụ hôn đầu tiên không? Vợ em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tới thui à, mới là chạm môi cái là ôm em hôn ngấu nghiến luôn. Em mới hôn luôn, hôn ngấu nghiến luôn á. Là dữ dội luôn á. Rồi sau đó có làm gì tới nữa không? Dạ dạ không. Cái đó là tụi em là giữ cho nhau. Giữ cho nhau đến ngày tân hôn luôn. Dạ. Giỏi quá vậy. Rồi lúc đó là đều trưởng thành hết rồi. Có nghĩa là yêu nhau bao lâu thì lấy nhau? Tìm hiểu nhau 2 năm mới cưới. Mà em giữ 2 năm luôn? Dạ. Em thì không có ba.
Em sống với mẹ. Mẹ em thì nói chung là rất là gắt gao cái chuyện đó. Nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mà em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Đó, nên là em được giáo dục như vậy luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi cái chuyện hơi thầm kín chút xíu. Trong 2 năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện đó không? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau, nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn, chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Như vậy là các bạn trong khoảng thời gian yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, yêu nhau khoảng 2 năm. 2 năm cưới. Vậy trong 2 năm đó có những cái biến cố gì xảy ra không? Tụi em cũng êm đềm lắm. Chỉ có một lần duy nhất thôi là em nhớ là cái bữa đó là gần cưới. Thì ảnh qua nhà em chơi, thì em mới nói là anh ơi, anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới, em không có muốn mà lệ thuộc cho gia đình anh nhiều quá. Thì anh nói là anh có để dành tiền, nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều, thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá, em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giọng một phát vô tường, xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, vậy rồi đây. Đắp biết được. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe, không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha, coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ. Mà suy nghĩ hoài không ra. Cái lúc đấm vô xong rồi thôi đi về đi. Đấm xong rồi còn ngồi chiêm nghiệm là thấy cái tay mình nó bị gãy. Dạ đúng rồi lại. Chở anh đi bệnh viện đi, nghĩ gãy tay rồi, chở anh đi. Em nói thiệt, cái em cũng tưởng anh giỡn chị. Mà ngay tay phải nữa, sao lấy xe tự đi được. Cái đó chắc có lẽ là cái biến cố lớn trước nhất khi cưới. Dạ đúng rồi, tụi em thì trước khi cưới rất là êm đềm. Chồng em là tuyệt đối luôn, em rất là thích ảnh ở cái khoảng này. Có nghĩa là dù vợ chồng gây lộn đến mức cỡ nào, thường là em nóng tính, nhưng mà ảnh thì không bao giờ đánh em. Ví dụ như gây lộn chút xíu là im thôi. Rồi lúc mà hai đứa giữ gìn cho đến cái ngày đám cưới á, thì cái đêm tân hôn á, nó có suôn sẻ không hay là ngỡ ngàng? Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa, tại vì mệt quá chị. Rồi về đãi bên nhà ảnh, em ngồi rửa chén gần chết luôn, xong mà lên đuối quá, hai chồng lo ngồi đếm tiền xong nằm phè ra ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau là lo đi Đà Nẵng, ham chơi lắm, vô Đà Nẵng là cứ đi chơi tới cận về đây mới có đêm tân hôn. Là mấy ngày sau? Dạ đúng rồi, gần một tuần. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngàng. Vợ em là tân mà. Khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Rồi sau đó thì là có dính bầu liền không hay như thế nào? Cưới khoảng 3 tháng sau thì em mới mang bầu. Lúc mà em mới vừa mang bầu là em đi làm kế toán được khoảng 3 tháng là em bị té động thai. Thì bác sĩ mới kêu em là bây giờ phải nằm liệt giường luôn, tại em ra máu hoài luôn. Thì kinh tế gia đình là ảnh lo hết. Nhưng mà được cái là chồng em không bao giờ về khó chịu hay gì. Rước mẹ em về nuôi luôn mà. Lo cho đến lúc mà em khoảng 8 tháng em mới đi lại bình thường. Là giữ được em bé đúng không? Dạ giữ được em bé. Vậy là em bé là em bé gái hay bé trai vậy? Dạ bé trai được gần 3 tuổi rồi chị. Vậy là trong khoảng thời gian ở với nhau, với một khoảng thời gian mà quen với nhau như vậy là chắc chắn là tình cảm và tâm lý là hiểu nhau hết rồi đúng không? Tật xấu có nhiều không? Vô số. Vô số hả? Dạ, ai kể trước đây? Để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em thì cái là ở dơ, tắm là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gội đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà là mặc đồ má vợ em không à. Kiểu là đồ bộ dưới quê ngoài chợ á, 100 ngàn 2 bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ lận. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia á, quay qua cái rượu chứ đúng không? Dạ tụt cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ở ngoài đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Em cứ đi tìm trên mạng mấy cái đồ mà ren sexy lên á mà không chịu. Mà chỉ có 2 cái váy ngủ mà mẹ ruột em cho á, tới bây giờ mặc là sức chỉ ra may lại xong mặc tiếp. Sao em không mua tặng cho vợ em? Bị la. Vợ em mặc là phải đúng gu của vợ em. Nhưng mà không thử mua một bộ very sexy về tặng. Tiền em giữ. Mỗi lần là lâu cái vợ anh thấy này đẹp nè, thôi em bỏ tiền ra mua. Thôi khỏi luôn đi. Cái này chỉ có mặc ngủ mà đâu ai thấy đâu lo. Ở đây là em không có đầu tư nhiều vậy mà. Cái là quần áo em á là vợ em cứ bung ra mua. Mua cho con cái mua mà bản thân thì lại tiếc lắm. Lúc mà vợ chồng đang nói chuyện với nhau á là hay sờ mấy cái chỗ hiểm, chỗ nhạy cảm á, là ngắt một cái đau thiệt đau vậy đó, không biết để làm gì. Ông này ngay rồi lại khóc mẹ nghe với em. Với còn một cái cuối nữa là vợ em cực kỳ biến thái luôn. Ghê vậy. Em đang trên lầu á giỡn với con vậy á, mấy cái lỗ tai cái đưa vô lỗ mũi em, thúi ơi thúi luôn, không chịu nổi. Xong cười nghiêng cười ngã vậy rồi. Vậy là có những cái sở thích nó thùy mị như vậy em.
chung là không, cái vụ mà ngoáy lỗ mũi thì lâu lâu em hứng rồi em mới làm, còn chị ngắt nghéo ảnh là thường xuyên. Ví dụ nằm ngủ mà thấy cưng cưng da thịt mà mát mát xong rồi mở mở chị thích quá ngắt một phát. Vợ chồng em gây lộn toàn vấn đề đó không à? Là coi như là chỉ có một vài tật xấu nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Trong mấy cái tật xấu đó em mong vợ em thay đổi cái tật nào nhất? Em chỉ mong là vợ em á tút bản thân đừng mặc thôi. Đồ bà ngoại đúng không? Dạ. Thôi chích cho ổng chút xíu đi để mua cái đầm sexy. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì cũng ít lắm, cũng sơ sơ thôi à. Chồng em rất là mê game. Ngày nào mà ảnh không đi làm nha là ảnh lên trên phòng mở máy lạnh rồi ngồi chơi suốt từ sáng tới chiều. Em cứ phải nhắc anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước, anh ơi đi tắm, anh ơi đi tiểu. Cái thứ hai nữa là ngáy. Người ta là ngáy mà cỡ mấy cày đúng không? Không, chồng em là cỡ giống như là sẽ tăng hay đại bác vậy đó. Mà tính em là khó ngủ. Nhiều khi em bực quá em quay qua em bịt miệng hoặc là em ngắt vú cho dậy chơi vậy đó. Nhưng mà được cái đó không có quạo. Cứ quay qua bắt đầu cái biết là do mình ngáy to nên là vợ không ngủ được. Thế là quay qua vỗ mông vợ. Bình thường là hai vợ chồng mà em phải ngủ trước rồi ảnh mới được ngủ sau. Còn cái nữa là ham ăn. Tối ngày dành ăn với em hoài à. Ví dụ như em chiên gà hay cái gì mà ngon á, ổng là đã ăn hết rồi nha. Cái quay qua hỏi vợ em có ăn nữa không cho anh xin miếng đi. Cái em cũng kêu ờ chứ thôi anh cứ ăn đi. Hồi nữa quay qua còn có một cục à. Ảnh mà đồ ăn ngon á chị biết không, ảnh hút sạch sẽ luôn. Ăn mà cầm hút luôn vậy nè. Hút sột sạc xong nhìn vô cái tô không còn cái gì hết. Khỏi phải rửa chén. Dạ, có ghen không? Trời siêu ghen không chị. Ảnh kêu á là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha. Còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Ví dụ em nhớ là cái em mới cưới anh về là em làm kế toán. Trong hội mới là mời rủ nhau đi ăn thì có ba đứa con gái với hai người con trai. Em nói là anh ơi cho em đi ăn 7 giờ em về. Em năn nỉ gần khoảng một tuần mới cho em đi á nha. 5 giờ rưỡi em mới tan ca. Tới cái chỗ mà ăn á là đã gần 6 giờ. Bưng nồi lẩu ra là 6 giờ rưỡi rồi. Em mới gọi điện cho ảnh em nói chứ anh ơi thôi cho vợ về trễ xíu đi. Ổng nạt trong điện thoại đi. Không về à, là ảnh xách xe lên đó liền luôn á. À, từ đó về sau là trong công ty không ai dám rủ em đi chơi. Tới giờ vẫn còn ghen không? Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Sợ với thằng shipper nó ghen với shipper nó. Bởi vậy là ông này ổng mâu thuẫn với sợ luôn á, ổng không cho mình mặc đồ bà ngoại. Dạ. Ông bắt mình phải trưng diện lên mà ổng không cho mình ra ngoài đường, thôi mình trưng diện làm gì trời. Bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong là ảnh bớt chơi game thôi. À, dành thời gian lo cho gia đình hơn. Còn ngoài ra tất cả các mặt khác là em rất là thương ảnh. Thôi bây giờ vậy nè, em thử đi em. Nay em cứ đi mua đồ ngủ em bận thử đi. Em cứ mặc đồ ngủ từ sáng tới chiều. Hết chơi game luôn á. Thiệt. Coi nhiều khi ông buồn á, ông buồn trời không biết nhìn ai giờ. Giờ tăng cường lên ngày gọi đầu. Coi như một tuần gọi 3-4 ngày cho anh để cho cái hương thơm nó ngào ngạt. Trích một miếng tiền ra đi, chơi đi nghe. Dạ, rồi. Chúc cho các em luôn luôn vui vẻ và luôn nhìn thấy được ở cô ấy có một sức hút mạnh liệt. Thôi, xin chào các em, chúc các em hạnh phúc. Dạ, dạ. Trời ơi, một cặp đại gia và chân dài. Đại gia chân dài. Đại gia chân dài hay là Bạch Tuyết và... Em có giận gì nếu chị nói ra hết cái câu đó không? Không giận, ta bước lên tới cái sàn này là không giận gì vậy đúng không? Nhưng mà dễ thương. Tuyết và một thôi chứ không phải là bảy. Một chú ấy. Chú ấy mà là anh cả. Dễ thương quá hả? Mời bà Tuyết giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tuyết Tiên. Năm nay em 26 tuổi rồi. Cái tên này mà. Dạ đúng rồi. Còn em. Dạ em tên là Thái Đình Khải. Năm nay em 30 tuổi. Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh. Anh nhìn Khải thì anh đang có một cái ấn tượng. Và không biết là Tiên có ấn tượng giống như anh không à. Nhìn Khải không phải là cái dáng người thấp thấp bé bé đâu nghe. Mà nhìn ấn tượng rất là cái nốt rừng. Nốt rừng duyên. Dạ đúng rồi. Cái gương mặt của Khải rất là có duyên. Dạ. Mặt em có duyên lắm. Và quá trẻ so với cái số tuổi của em. Tiên Tiên có cái ấn tượng về Khải giống như anh Thuận. Lần đầu tiên em thấy được cái hình ảnh trên webcam á, nhìn rất là phúc hậu, cũng có vẻ đẹp trai nhưng mà chưa thấy rõ nút rồi. Dạ. Vậy là hai bạn quen nhau qua mạng. Dạ đúng rồi, qua Yahoo chat á. Còn em khi mà em thấy khuôn mặt của bạn gái em thì sao? Dạ lúc đó thì em chat thì em chưa có xem được hình ảnh. Tại vì Tiên lúc đó thì không cho em xem hình. Sau đó thì có một dịp đó là vợ em từ Sa Đéc lên Long An để nộp hồ sơ mà xin dạy học ở trường Long An á. Em mới nói là thì giờ thôi thì đón xe từ Sa Đéc lên bến xe miền Tây. Rồi em mới chở từ miền Tây lên Long An. Thì lúc đó thì ấn tượng đầu tiên của em là khác xa với mình nghĩ. Tại lúc đầu thì em nghĩ là ở dưới Sa Đéc này kia thì anh nghĩ là nắng thôi. Thì người chắc cũng không có cao mà cũng không có đầy đặn mà lại da ngâm nữa, nghĩ vậy. Khi mà nhìn thấy thì em lại thấy là da trắng cao hơn em nhưng nó còn còn nữa cũng đầy đặn nữa. Còn Tiên thì mình cứ nghĩ là anh cũng cao to to nhưng mà hả khi mà thấy anh rồi thì thấy anh nhỏ xíu còn mà lùn nữa. Em thấy ngại ngại tại vì em là người to con. Rồi thì bao lâu thì em mới bắt đầu có tình cảm với Khải? Lúc đó thì em thấy cũng có tình cảm với anh rồi. Nhưng mà anh chưa tỏ tình sao mình bày tỏ được. Sau đó cái
hai ngày. Thì cũng dịp đó là em đi thi, thì anh cũng kêu em lên là chở em đi thi vậy đó. Xong cái đợt về cái ảnh tự nhiên anh chở em ra công viên Tàu Đàn. Mà cầm theo cái bọc gì ni lông màu trắng. Em cũng chẳng biết cái gì trong đó nữa. Xong thì ảnh mới nói là tỏ tình. Xong mở cái bọc ra thì em mới thấy là con gấu. Ảnh mới nói là em có đồng ý làm bạn gái anh không. Thì em lúc này cũng định nói là dạ em đồng ý. Chưa kịp nói gì hết, ảnh nói mình sốc hết anh câu. Anh nói nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại. Trời ơi. Em tức quá. Em bị quê. Trời ơi, lúc vừa đó hỏi vừa phủ nhận luôn. Trời ơi, lúc đó chứ tôi nghĩ nếu là tôi chắc nếu mà nghe tôi nhổ sạch còn gấu bông. Tôi rửa sạch xong gấu bông luôn quá. Ủa sao em hỏi gì vậy Khải? Mà lúc đó em cũng chưa tự tin nữa. Mình nhỏ con mà mình quen một người lớn lớn hơn mình nữa. Rồi lúc đó là như thế nào? Hai ngày sau em mới trả lời ảnh. Em mới nói là thôi bây giờ vậy em sẽ suy nghĩ lại luôn. Rồi sau hai ngày sau em mới chấp nhận. Rồi từ đó là bắt đầu chính thức quen nhau. Dạ. Đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân? Gần một năm rưỡi sau. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Rồi sau khi mà lấy nhau rồi đó, có hòa đồng về mọi phương diện không? Dạ không. Khắc khẩu lắm nha. Cái đó là khắc khẩu. Rồi dạ. Còn cái gì hợp mà cái gì khác? Hợp nhau là nóng tính giống nhau chị. Rồi hai người lắm. Đã khắc khẩu mà lại nóng tính giống đúng nhau rồi. Rồi sao phải chung? Chung được là nhờ hai vợ chồng cũng thương nhau. Cái đó là cái thuận đó, hai kia dạ. Cái khác rồi. Rồi bên gia đình mình á, có ai mà giống như thắc mắc hoặc là có ai mà giống như lấn cấn cái vấn đề mà cái ngoại hình của tụi em á, chênh lệch? Cũng có bạn bè nói là sao em nhỏ con mà lại khoái kết hôn với người cao mình. Thì lúc em trả lời sao? Em quen người cao, con em sẽ đỡ cao. Trời ơi. Cái đó là cái lý do thật lòng. Lý do thật lòng á. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Cái đó là cái điểm khôn của Khải đó. Còn em thì sao? Em thì thường mấy chị bạn làm chung vậy đó. Ủa sao chồng mày nhỏ xíu con vậy? Cái em nói em quen người nhỏ con thì em có gì đâu. Miễn hai vợ chồng thương nhau là được. Đúng rồi. Dạ. Trong cái chương trình này của mình á, rất nhiều những cặp vợ chồng son. Và mỗi người một cảnh, mỗi người một vẻ. Trong cái chương trình này chúng ta gặp được hai cặp vợ chồng. Một người là cái người lớn tuổi hơn, còn một người lại chênh lệch về ngoại hình. Nhưng mà rõ ràng là tình yêu vượt qua tất cả mọi thứ. Và đúng. Tình yêu là không có cái giới hạn cho tuổi tác, không có cái giới hạn cho ngoại hình. Cái điều cốt yếu trong tình yêu ở đây là họ thực sự yêu nhau. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về rồi em có phát hiện ở Khải có cái gì đó nó bất ngờ? Rất là nhiều tính bất ngờ. Nhiều tính bất ngờ. Ví dụ? Đầu tiên là tính ảnh cọc tính. Mỗi lần anh nóng anh gây lên là anh quát. Giọng nhỏ xíu vậy quát ai nghe? Dạ quát lớn lắm đó chị. Nhưng mà giận lên là lớn đó. Em thử giận đó. Em thử giận nha. Giờ mình giận không được. Giận. Chị có hình dung là lúc em giận mà cái giọng em lớn được á. Giận lên em cũng hay la mà la lớn kìa. La nhiều khi mà em tắt tiếng luôn. Vậy á? Dạ. Trời ơi. Ôi, không biết sao mà nóng dữ vậy. Không biết sao mà nóng dữ vậy. Bởi vì nóng tính quá mà vậy người thun có chút béo rồi. Sao nữa Vinh? Dạ tính thứ hai là ảnh rề. Ảnh làm cái gì cũng lâu hết. Rề rà. Dạ đúng rồi. Bừa bãi. Có chìa khóa xe mà mỗi lần ảnh đi là ảnh kiếm hết 5 phút rồi. Ảnh quăng anh tủ lạnh quăng đủ chỗ. Chắc cũng đạn trí chút xíu nè. Nhiều khi em để đâu em cũng không nhớ nữa. Anh chỉ em cách này, có thể là em sẽ xỏ mọi công chủ rồi em đem cổ. Đeo cổ luôn, đi ngủ cũng đeo, đi tắm cũng đeo luôn. Rồi còn gì nữa không? Dạ với lại ảnh còn vô tư với hồn nhiên quá. Ảnh chưa có tâm lý, chưa có tế nhị trong cái cách mà thí dụ như xử sự giữa mẹ với lại vợ rồi. Còn gì nữa không? Dạ có một tính nữa đó là khi cãi thì ảnh hay móc họng em. Nói chuyện những câu móc họng em mà sau đó thì gài em. Có nghĩa là em ý em không phải như vậy nhưng mà ảnh cho ý mình là xấu như vậy. Gài hàng đó. Dạ đúng rồi, gài. Nói chuyện móc họng mà gài hàng đó. Dạ. Ủa sao nhìn nhỏ nhỏ sao nhiều tật xấu dữ ta. Rồi trong những cái tật xấu đó cái điều mà em muốn chồng em bỏ là cái gì? Cho em tính cọc tính. Thế còn em thì sao Khải? Trước đó thì em cũng biết là vợ mình cũng nóng tính. Nhưng mà em cũng không ngờ là mức độ nóng tính cũng nhỏ nhỏ mình chút xíu à. Nên nhiều khi mà gây nhau cái từ một chuyện nhỏ thành chuyện tùm lum luôn. Mà với lại mỗi lần mà gây nhau thì vợ em lại hay nói nhiều. Em khi nóng tính thì em muốn là im lặng lại. Để từ cái cơn giận mình hay là cơn nóng mình nó xuống. Mà vợ em cứ nói vô, từ nó bùng lên luôn. Khi mà bùng phát lên em không biết làm gì, em thích đập đồ. Phải đập đồ nó mới bớt nóng. Đập đồ mới bớt nóng. Rồi giờ em còn cái tính xấu nào nữa? Bi quan quá. Khi làm cái gì thì vợ em sẽ nghĩ là cái tình huống xấu nhất. Lường trước cái gì phải không? Mình lường trước cái tình huống xấu nhất. Nhưng mà tình huống xấu đó nhiều khi em không biết mình giải quyết làm sao luôn. Ví dụ như em đi xin việc thì vợ em nói là anh bằng trung cấp như vậy đi xin việc chỗ đó nó có nhận không? Nhận vô rồi anh có chắc anh làm được không? Anh làm được không thì lương anh có cao không? Rồi lương anh vậy đủ chi phí xăng cộ xe này kia đi làm không?
rồi đi làm vậy thì có nhậu nhẹt gì không? Trời ơi, cái đó không muốn nghe lấy một câu. Dạ đúng rồi, dạ cái đó nản luôn. Trời ơi, đúng rồi, không nản sao được. Trời ơi, lo sao rồi, sao thâm thẩm luôn á. Rồi, rồi ví dụ giờ trong những cái đó mà để mà em mong muốn sửa thì em muốn vợ em sửa cái tật gì? Dạ cái đó thì còn chưa bằng cái này. Có cái tật là lúc nào cũng bắt em làm liền hết. Nhiều khi mà có 3-4 việc cần làm mà em thì làm theo thứ tự thì không theo ý của vợ em đó, thì hai người lại bắt đầu gây nhau. Thì cái đó em muốn vợ em sửa lại, là tính là cái gì cũng phải sắp xếp theo một cái trình tự nhất định để mình làm. Không cần bỏ cái tật nóng đúng không? Dạ, tật nóng em trị được. Vì em nóng hơn đúng không? Thực ra bây giờ hai bạn chỉ cần bổ sung cái điều này cho nhau là tự nhiên sửa được hết. Em làm việc có trình tự, có cái kế hoạch trước đi thì chồng em sẽ bớt nóng. Tại vì nãy giờ nguyên nhân là do là làm việc không có trình tự mà bắt làm liền rồi anh rối rồi anh lên cơn anh nóng. Anh nóng lên thì em lại lèm bèm. Đúng không? Lèm bèm rồi đổ thêm dầu vô lửa nóng nữa ông la. Ông la chưa đã ông đập đồ. Mà cứ để hoài gì đã mà cứ nóng đập đồ hoài ông đập chưa đã là ông đập em. Dạ không em, em đập em thôi rồi chứ em không tự đập. Tự đập em tự hành hạ. Tại vợ cấm không cho đập đồ. Nên em không biết sao nữa em tự đập mình. Em phải biết thương bản thân em. Có như vậy thôi mà còn đập mãi làm sao mà lấy được. Đập nữa là không như vậy không biết còn bao nhiêu nữa. Thôi thực ra như vậy nè, cái điều cơ bản nhất tụi em đã có với nhau đó là tình yêu. Chính vì vậy mà các bạn không có quan tâm đến cái chuyện mà thiên hạ nói mình như thế nào, hoặc là có so sánh hay thế này thế nọ thế kia. Chúc hai em sẽ có một em bé mà sau này khi nó lên 18 tuổi là nó sẽ đi thi hoa hậu. Cảm ơn. Dạ cảm ơn Hậu. Wow, hai vợ chồng có gương mặt giống nhau quá. Dạ. Có ai nói hai chồng giống nhau không? Dạ ai cũng nói hả? Vậy hả? Rất là phu thê. Chúc mừng năm mới nghe. Dạ. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì tụi con xin phép gửi lời chào đến cô chú cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân dịp năm mới thì tụi con kính chúc cô chú bạn cũng như là quý vị khán giả một năm bạn sự như ý, làm ăn phát tài. Cảm ơn con. Thích quá, thích quá. Con tên là Mỹ Hân, hiện tại thì con là năm nay 25 tuổi. Công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Giúp mình nhớ, còn số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trọi. Không, em không có kinh doanh online đâu á. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì để chị? Để năm nay em làm coi. Thuốc rụng tóc. Rụng tóc. Ai mà tóc nhiều uống vô cho rụng bớt. Rụng bớt. Trời ác ghê luôn vậy đó. Làm gì có thuốc rụng tóc. Rồi, chào Mỹ Hân. Dạ. Rồi mời. Dạ cái con á. Dạ lần đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát. Ồ. Dạ. Rồi bây giờ cảnh sát. Giấu cái dây đi giùm chú. Rồi. Dạ giấu rồi. Rồi ok, giấu rồi. Rồi, con làm cảnh sát nha. Rồi, con... nói lại. Con Bảo Long 26 tuổi, nói lại 2 3. Dạ. Con tên là Bảo Long. Năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con đang làm cảnh sát. Cảnh sát là ở quận nào? Dạ con đang làm ở huyện Bình Chánh. Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Ờ nhưng mà cảnh sát hình sự hay là cảnh dạ, sát? Dạ cảnh sát hình sự. Hình sự. Nó hình sự đó. Trời sao mặt chị hình sự. Nhưng mà cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Có khi nào mà đang làm cái chuyển qua kinh doanh á. Thì đó. Hoặc là cũng kinh doanh khô bò. Vợ kinh doanh khô bò thiệt á. Chắc nhờ vậy. Lỗ mũi giàu lắm á, thiệt luôn. Trời. À nó nghe nè, vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh khô bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Nó cười hả con? Không phải đi trên đường. Đi trên đường. Ủa cái này ta cảnh sát hình sự mà liên quan tới cái chuyện đi trên đường. Biết đâu chừng cái ngày đó là cái này là phải cứu, ví dụ như là mỹ nhân đang đi ngoài đường. Đi giao khô bò. Gặp bọn cướp. Hiểu không? Gặp bọn cướp rồi cái anh đang đi vậy. Cái là bắt đầu anh mới cứu cổ. Đúng rồi. Có anh hình sự mà. Chuyện đi vô duyên tự nhiên đi. Cứu cổ bắt đầu cái sấm sét ái tình nổ ra là yêu nhau. Hay quá, có thể xảy ra. Đi giao khu bò, đúng không? Đúng không? Hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ không đúng. Gần thôi, đúng. Hai chị em gần đúng kìa. Ê, gần đúng hả? Đó, vậy đồng, là đồng, à, đồng, như đồng vậy là coi. Để em đoán. Ông này bữa đó là đang trực với anh em trong đơn vị. Thế là ngày hôm đó thèm khu bò quá. Thế là mới kinh doanh khu bò là sau này thôi. Không. Còn cái này là gia đình kinh doanh. Biết rồi nhưng mà cái đợt đang làm nhân viên truyền thông. Văn phòng thông truyền thông thì đó là nó trên đường nó đi, bữa đó là có event mặc đồ đẹp. Event mặc đồ đẹp. Đúng hả? Nhìn sexy, nhìn rất là đẹp. Rồi mới là có cái gọi là nó chiêu chọc. Phải không? Thiệt. Trời ơi sao mà chọc, đoán gì đâu mà xa vời quý vị. Anh này anh mới thấy vậy. Không, hay nè, có như là đang dùng cơ quan thèm khô bò, đặt online gọn bé thì giao nhỏ đẹp quá cua luôn. Đúng không?
Không có đúng hả con? Đúng không? Dạ không, chưa đúng. Thôi thôi, nó mệt quá. Thôi, để hai đứa kể đi. Con nói đi làm sao. Hai đứa sao quen nhau nè. Sao mà gần đúng nè. Em kể đi. Dạ, dạ thời điểm đó là lúc đó con còn là sinh viên. Thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh. Nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Ồ. Thì tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn. Thì anh này lần đầu tiên xuất hiện thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Vậy là cô đúng cái phần sau. Hai đứa gặp nhau một cái là chí tiếng điện chặt. Sẹt điện. Thì em cũng đoán là liên quan tới món ăn đó. Ủa nhưng mà là con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Wow. Dạ. Không vô không ăn. Dạ đúng rồi. Là con thích liền luôn. Dạ con. Ngay cái giây phút đầu tiên em con đang nướng. Con đang nướng. Cái con nhìn lên con thấy. Rồi. Rồi con làm sao? Mà con có sắm xếp con thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao không? Dạ có. Tức là lúc này còn nướng. Là hai đứa là gặp nhau là thích nhau liền vậy đó hả? Ủa, vậy hả? Dạ. Ủa vui quá ha. Mà vậy bữa đó ăn nhiều không? Rồi bữa đó con có tính tiền đó không? Dạ có tính luôn. Con tính tiền bình thường nhưng mà vui ở một chỗ là khi mà con thích, con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á ngoài cái việc mà ông chọn thì ông còn vẽ hình này hình kia. Vẽ nữa hả? Vẽ mấy con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Ủa mà sao tự nhiên cầm viết ta vẽ vậy? Thích mà, thích nhỏ này. Vô là thích liền rồi. Cho nên kêu là gửi trái tim. Đó, gửi rồi sao? Tim. Xong rồi cái con tưởng là lúc đó là con nghĩ là trời ông này đang thả thính mình. Chắc với cái xong rồi cái con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Ngồi tới mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Ngồi đó bộ canh bắt tội phạm. Thì anh thì cứ ngồi hoài, con mới nói ủa ông này chắc đang cua mình hay gì. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay côn. Là xe nẹt bô đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chạy ngang qua cái quán hồi nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục một tháng trời xong rồi. Những cái cô người, những cái người xung quanh bán hàng ở đó người ta nói. Mới đi qua nói con Hân ơi Hân, hình như cái thằng công an đang gù con đúng không? Mà con kêu nó đừng có nẹt bô đúng không vậy? Là anh nghĩ là bà con đó là biết là ổng là công an đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái người mà bán hàng xung quanh đó là tại ông này rất là ông này nổi tiếng ở khu đó, tại hay ra đó ăn đàn ông mà rất là thích ăn vặt. Nên ra ngoài đó là quán nào cũng biết ông này hết. Ê nó nghe Long, tại sao lý do gì ví dụ mình muốn chinh phục những người đẹp thì mình phải nói mình đi. Sao mình nẹt mình bô? Nói đúng sao không? Tự nhiên đẹp bô làm sao vậy? Dạ con cũng biết sao. Tạo chú ý đó. Ủa nhưng mà con thích, con cố tình con làm vậy để cho Hân nó để ý con đúng không hay sao? Hay dạ. Sao mà con cứ đi ngang con nẹt bô? Dạ chắc con làm giống như tiếng sét cái tình chấp trước chứ. Ủa nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tấp vô ngang không? Dạ có lúc qua tấp vô nữa. Lúc mà đi cái, luôn thì tấp vô. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc thì con ngồi mấy tiếng dạ. Ngồi vậy? Không, ngồi mấy tiếng hồ ăn xong rồi còn ngồi lại chi? Dạ tại con thấy vợ con đẹp quá. Ngồi ngắm vậy đó đúng hả? Nhìn mắt thôi. Đúng gu luôn. Rồi cứ ngồi đó ngắm vậy đó. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ. Không nói đi. Nói phải nói bằng dạ, tướng tá là sao rồi. Mặt mày sao, tính tình sao, gu con là. Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự, lễ phép. Hình dáng dạ. Sao? Hình dáng thì cũng quan trọng lắm, tại bạn đẹp sẵn. Ừ. Vậy là gu con là da trắng đúng không? Ừ. Con phải là da trắng nè. Đôi mắt đẹp nữa, đúng không? Mũi đẹp nè, nó có nụ cười xinh, đúng không? Dạ. Bao nhiêu cái đẹp là ông mong muốn hết rồi đó. Rồi bao lâu thì mới tỏ tình với bạn? Rồi con có kêu đừng nẹt bô không? Con có gặp con kêu đừng nẹt bô như là bà con, cái nguyện vọng của bà con? Có, con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh nẹt bô hoài vậy? Anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ anh, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Trời ơi! Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi. Chưa có cho số điện thoại. Rồi bao lâu thì bao mới... Lâu? Khoảng là 2-3 ngày nữa. Hai ba ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Rồi xong rồi chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Chắc cũng tầm tháng à. Tháng. Dạ, gần tháng. Rồi bữa đó con rủ, bữa đó con rủ chịu, sao? Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ chịu, ngay ngày rằm. Cũng canh ngay ngày rằm chứ bộ. Ngày rằm nó nghỉ ba. Sao? Rồi con rủ sao? Kể con nghe coi. Nay rằm thôi, tụi mình hẹn hò đi. Mà hẹn hò tụi con
Ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa. Vô chùa hẹn hò chung đó. Rồi sao? Sao nữa? Thì vợ con cũng thích ở trong thích đi chùa, đi viếng này nọ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò nhau. Bữa nắm tay không? Bữa nắm tay. Dạ chưa. Nhưng mà bữa đó là bắt đầu mới đi riêng, hẹn hò riêng thì là coi như là con còn lắm hơn nữa đúng không? Còn thấy yêu hơn nữa đúng không? Đấy, gần sát. Đúng không? Còn con cũng vậy đúng không? Bữa đó là coi như là rớt luôn á. Thấy không? Bình thường thì chồng con á mặc đồ, tại vì với cái nghề nghiệp của ảnh á thì ảnh mặc đồ rất là xòe xòa, hoặc là mặc như là mặc đồ rap, mặc đồ gỗ Việt, mặc mấy cái đồ shipper á. Cái tới khi đi chơi thì anh này lên đồ nhìn đẹp trai quá. Có khoái nữa. Khoái nữa đúng không? Hai đứa đều thích nhau nữa. Đó, cái độ cấp độ nó tăng lên á. Rồi sao, rồi bao lâu á thì là giới thiệu cho gia đình biết? Chính thức quen nhau á. Dạ thì tụi con á là bữa đó là cái sau khi mà đi chùa có kể chút xíu là lúc mà đi chùa á thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu á thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Tụi này cứ sinh ra là để dành cho nhau ấy, trời. Nên tâm linh rồi, cái con mới nói ra này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi. Xong rồi anh này mới nói ok em, không có thành vấn đề, nhưng mà tại vì anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa, thì em có chấp nhận là yêu xa không? Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? Nói là anh sẽ đi học tới cuối tuần thứ bảy nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Thì em thấy làm sao? Nói, em thấy bình thường mà, có gì đâu, bình thường em cũng đi bán mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Cái hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới, rồi anh này mới bắt đầu là giới thiệu con với mẹ. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Gặp ở trong chơi. Là ba mẹ là chồng con chở con với mẹ chồng con đi chùa. Đi chùa luôn gặp. Dạ. Rồi mẹ sao? Chùa gặp rồi mẹ có là mẹ hai có... mẹ con có ưng nhau liền không? Đó. Dạ trước khi mà con gặp má chồng con á thì là chồng con có nói về mẹ chồng con rất là nhiều. Lúc đó thì con rất là ngưỡng mộ một người phụ nữ quá giỏi cũng như là quá đảm trong cái công việc. Rồi nên con cũng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng hơi lo lắng sợ, tại vì những người giỏi như vậy thì họ sẽ rất là khó. Khi mà con tiếp xúc với lại má chồng con á thì trên sau cái buổi đi chùa đó về thì anh này mới nói là em ơi mai mốt em bớt lanh lại đi, tại vì hình như mẹ sợ em ăn hiếp anh. Mà về nhà mẹ có nói không? Mẹ có nói là con bé này nó lanh quá rồi, chừng nó ăn hiếp mày á. Dạ, có đúng không? Lanh quá. Rồi con có thay đổi không? Dạ không, con vẫn như vậy. Buôn bán mà. Người ta dân làm ăn buôn bán mà. Nhưng mà thường á là khi làm vợ của công an á là xét về lý lịch dữ lắm á đúng không? Dạ đúng. Thì đúng rồi. Là có nghĩa là ý cô hỏi vậy là để giống như là tụi con qua được cái ải đó không? Có nghĩa là gia đình mọi thứ đều suôn sẻ hết đúng không? Dạ. Chuẩn hết rồi mới đăng ký kết hôn được. Đúng rồi, đó. Dạ. Rồi, bây giờ nè, hỏi tới cái này nè. Rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy là bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, có con ghen nhiều. Con ghen hả? Đó. Ghen có nào mà thể hiện? Ghen sao? Con sẽ kể cho cô chú nghe, có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này. Là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi, chưa có tính tới, nói chung là sắp chuẩn bị cưới nhau, chuẩn bị làm đám hỏi á, thì anh này á là ngay dịp Tết thì anh này đi nhậu với bạn bè. Xong rồi cái anh này mới gọi con ra đón ảnh, nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á cái ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai quá, tức quá đập bể cái đầu xe của con. Trời ơi, cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Là do cái vụ đó. Rồi có đền con ơi. Dạ qua sau đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền, tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Ủa nhưng mà bữa đó là con không biết gì chứ đúng không? Dạ lúc đó con cũng có say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không? Dạ. Nhưng cái mà lúc đó con có mà, sợ không? Cái tâm lý cô biết nè, có nghĩa là bữa đó ngồi cũng có bạn bè nhiều đúng không?
rồi con lâu lâu uống rượu cũng liếc thấy, còn số một số người cũng địa địa vợ mình đúng không? Rồi xong rồi là muốn cho mọi người biết đây là ghệ của tôi, người yêu của tôi. Nên muốn đóng dấu. Đúng rồi, đóng dấu, cho nên là em phải hôn anh hai cái cho mọi người biết để đừng có dòm em nữa. Ai về à? Mà nhỏ này nó không chịu hôn đúng không? Cơn lên chứ bộ. Cơn lên liền. Đúng không? Mà có đúng nha, đúng như những gì cô Dân phân tích không? Dạ đúng. Đúng rồi. Hay quá chị Dân ơi. Thì chứ sao? Chị xoáy vào trong lòng, trong tim người ta luôn. Cái lúc đó hôn có một vấn đề, mình hôn bồ mình mà, mình cũng phải đóng dấu ngược lại ổng chứ. Nhưng mà cái lúc mà ổng đập tay, ổng đập bể cái đồng hồ của mình luôn, lúc đó con sợ không? Con lúc đó con chỉ thấy ông này quá đáng quá. Xong rồi cái con thấy thương tại chảy máu, tay máu nhiều lắm. Xong rồi cái đó về tới nhà. Không, đó xéo xéo đó là cái bệnh viện luôn. Cái con chở ông tấp qua bệnh viện may. Xong rồi may lại cái tay. Nhưng mà con có giận không? Con vừa con giận, con lúc đó con rất là giận. Nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ông mới hành động như vậy. Nhưng mà con đều suy nghĩ lại một điều là ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì chú đang ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này nên con bỏ qua hết. Ôi trời ơi. Thôi nói luôn thông điệp của chương trình này. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ổng ban cho con vậy. Đúng đó rồi. Đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Đó, cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Đúng không? Rồi cái như là bữa băng bó cái tay đó là cái dịp nào vậy? Có trùng với dịp Tết, dịp lễ gì không? Dạ ngay Tết là nguyên cái mùa Tết đó là cái tay sẽ cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Vậy là Tết năm ngoái đúng không? Hay là Tết dạ, năm nào? Tết của năm trước nữa. Tết, con lấy tết, tết tết năm nay là kỷ niệm 2 năm ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? À, thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10 ngày hồi ngày 10 tháng 12 thì tụi con mới cưới chưa được. Ủa là mới đây hả? Dạ đúng rồi. Mới cưới chưa được 1 tháng luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau quá là 2 năm son rồi trời ơi trời. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. 4 năm trời. Hồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Thì nói này cũng hơi xấu hổ chút xíu. Không sao, kể đi, bây giờ là đã chính thức là vợ chồng rồi. Thì thời điểm mà quen nhau vậy á thì con có ông này đi học cuối tuần về thì con mới ngủ này thôi qua nhà em ngủ đi. Tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi, tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn, qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Xong rồi cái vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Cười quá thì cười phái tiếng rồi Minh. Từ lời mời của cô gái bán bún nem nướng. Bé Hân, của bé Hân. Đúng không? Dạ, cái lúc đó thì chưa đó chú. Tại vì con là kiểu như là gia đình con làm ăn nữa, nên ba mẹ con cũng tin dị đoan á, nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. À là chú là đi chỗ khác đúng không? Rồi. Thì mẹ của bên gia đình của chồng con á, là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đây ở đi, tại bên bển nhà cũng ít người á, nên muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, trời ơi, thôi bây giờ ở nhà mình đi, trước sau Dũng cưới mà ở nhà mình đi, mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Thì là lần đầu tiên của hai đứa là ở một cái nơi khác đúng không? Dạ đúng. Mà trong một chuyến đi chung hay là một buổi tối nào đó? Hay dạ. Là cái buổi tối băng tay. Dạ cái lần đầu tiên của tụi con á là vào cái thời điểm đó là tụi con đi du lịch đi Đà Lạt chơi. Thì ông này mới rủ con đi Đà Lạt hoài, xong rồi con mới nói ok anh đi Đà Lạt thì đi chơi, xong rồi hai đứa con vậy á. Thôi thành phố mộng mơ mà đúng phải rồi vậy thôi. Trời ơi. Nghe nè. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì con thấy cũng lãng mạn. Con làm nhưng sao biết vợ con thấy sao? Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng là giữ bí mật. Đãi vợ con đi ăn nhà hàng. Sau đó con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Rồi con kéo bong bóng đồ với bông hoa với những con tặng cho vợ con. Tức là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Đúng. Giấu mà, giấu trong cổng mà. Rồi sao? Dạ. Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu, như nhạc cha gì đó. Thì bữa đó hết nhạc. Dạ. Cái con phải thế cái nhạc, mấy cái nhạc mà vui vui vô đỡ. Rồi cái con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Dạ. Không biết thời điểm đó vợ con có cảm động không? Đâu giờ Hân kể lại, ông tả lại đi. Cái hình ảnh lúc đó.
ông này kể là cái tới cái khúc mà quỳ xuống thì con thấy là lúc đó con mặc dù là thông đồng nhưng mà con linh cảm con không biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui trọn vẹn. Coi như là bất ngờ. Bất ngờ mà mình đã biết trước á. Dạ đúng rồi. Thì ông này quỳ xuống mà lúc đó cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Cái con thấy vậy, anh đợi em xíu. Dán gì? Cái ông giật tay con, ông đeo cho con. Nhẫn đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì cũng nhớ không? Ông mở cái nhạc gì mà con cũng không nghe nữa. Mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nhạc hoạt hình. Nó hơi lãng xẹt xíu. Trời ơi. Nhạc hoạt hình mà. Chứ kệ. Ừ. Không vậy cũng vui vậy thôi. Lẹ lẹ. Lẹ đồng ý lẹ lẹ đi, tôi nhục quá. Rồi vậy là mới lấy nhau được. Tụi nó dễ thương quá. Ừ. Mới lấy nhau được 1 tháng. Dạ đúng rồi. Quá luôn. Trời ơi. Rồi sao? Nhưng mà rồi sống con... thử 2 năm đúng không? Dạ, sống một năm. Một năm mà. Dạ, sống bên nhau một... đó. Gọi là sống bên nhau đi. Không, mình dùng từ sống thử nghe nó ấy quá. Dạ. Nghe nó trần tục quá. Nếu vậy bên thì nhau. Mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi. À. Rồi con mới phát hiện ra Hân nó có những tật xấu gì. Cho tới giờ luôn nha. Ừ. Dạ, con thì không có tật xấu gì nhiều. Nhưng mà cái mà con thấy... có thể là... trong lúc mà làm việc á. Làm việc gì thì bà hay quạo lắm. À. Hay nóng tính. Ừ. Làm bán mà. La người này quát người kia. À. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương, hiền lành, giống như người khác vậy đó. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn. Dạ quát con. Nhiều lúc mà bảo ra bán ơi là tính tiền lộn cái gì đó là hay quạo lắm đúng không? Dạ. Ví dụ như bán mà không được á hay quạo. Đông khách cũng quạo lắm. Đông khách tại ra chạy không kịp á. Dạ. Ủa giờ quán là bán gì? Dạ, con bán nem nướng chả lụa. Nhưng mà hiện tại thì con chỉ tập trung bán thịt khô bò thôi. Thời điểm đó là con làm sinh viên, con làm thôi. Rồi. Vậy là bán khô bò. Là hay rồi. Hay quạo. Nói chung là hơi nóng tính đúng không? Trong kinh doanh là hay quạo. Mỗi lần làm việc gì là tập trung vô là quạo lắm. Mỗi lần quạo rồi con có im không hay là cãi lại? Chắc cãi lại quá. Dạ. Hai đứa gây qua gây lại gì đúng không? Rồi còn gì nữa? Gì nữa? Dạ, con cũng không thấy gì xấu. Vậy đó hả? Chỉ đó vậy thôi. Vậy đó hả? Coi như là không có cái... tức là không có mè nheo, không có nhõng nhẽo. Dạ. Không có ghiền shopping đồ không? Dạ, ghiền sắm đồ á. Rồi bây giờ tới này cũng nè. Cũng không luôn. Dạ không. Kinh tế nhà ai giữ? Dạ dạ không giữ. Rồi bà có siết chặt kinh tế của con không? Dạ không. Con chi tiêu bình thường. Dạ, dạ con giỏi chi tiêu lắm. Thôi vậy là cũng không có gì xấu cả. Nó ngon lành. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con cũng không mong vợ con thay đổi gì hết. Dạ. Cứ vậy. Con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Ôi trời. Yêu chắc rồi. Trời ơi, thấy nó nói chuyện dòm con mà mặt nó kỳ lắm. Mắt nó kỳ lúng liếng mà. Say đắm ngộ lắm con. Rồi giờ tới con đó hơn. Chồng có thật xấu gì không? Dạ chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ bê bối thì chồng con rất là thích xem hoạt hình. Ở nhà hay xem hoạt hình lắm. Rồi chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con ấy chạy xe là quạo. Như là thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy, ông có biết chạy xe không? Xong rồi thấy người phụ nữ chạy xe, mấy bà phụ nữ nè, mấy bà bành nè chạy xe kiểu vậy nè. Thì con thấy là... là hay, có nghĩa là hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi, hay sân si trên đường phố. Hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á. Kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Có khi nào rượt theo không? Có khi nào rượt theo để mà cúp cắt đầu mấy cái đứa mà chạy như là chạy láo liếu không? Dạ không. Chờ chồng con thì la nói vậy thôi, có con thì con rượt theo luôn. Con là con rượt luôn đó. Nóng tính mà, bé này nóng tính mà. Rồi còn gì nữa, chồng có thích ăn giặt không? Ăn dạ giặt có. Hồi nãy con có nói rồi. Dạ, đó đúng không? Nguyên cái xóm đó là con ăn hết không còn ăn quán nào luôn. Rồi chừa qua rồi đúng không? Dạ chưa. Không còn quán nào ăn chừa. Thì đó, không còn quán nào chừa là thích ăn giặt đúng không? Dạ. Mà ăn giặt đâu phải tật xấu đâu. Chị cũng ăn giặt mà. Rồi. Thiệt. Rồi con mong muốn chồng thay đổi gì? Con hy vọng chồng con á là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm. Nhưng mà bây giờ thì hơi phì. Thì cứ bị mẹ chồng con cứ nói mà giảm cân. Thì con hy vọng là chồng con sẽ quan tâm đến sức khỏe, tập thể dục để giảm cân. Bên cạnh đó thì đi ra đường thì bớt sân si để xíu. Tại vì con ngồi ngoài sau á, lúc mà chồng con chửi người ta thì người ta nhìn con. Chồng người ta không có nghe, nhưng mà con là người nghe hết.
con chỉ hy vọng vậy thôi. Còn ngoài ra thì chồng con rất là ok. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Dễ thương quá trời. Phải cảm ơn ban biên tập chương trình và cũng là cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Đó, và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con thôi đúng rồi đó, con chồng vợ con nó mong con giữ gìn sức khỏe là cô thấy cũng có lý đó. Tại vì 26 tuổi cái đường của mình nó còn dài lắm luôn á, đúng không? Đó, với cái nghề của con á, mà kiểu như là mình ốm á thì mọi thứ của mình nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Nó nhanh nhẹn hơn trong mọi trường hợp, đúng không con? Mẹ con cũng nói như chàng vậy. Đó cho nên là thôi vợ nói là quá đúng rồi ha. Mà thật ra là cũng phải cảm ơn cái việc gọi là ăn vặt của ảnh. Nhờ ảnh ăn vặt, nhờ ảnh thích ăn cho nên mà ảnh mới gặp con. Thì đó thôi, gặp được vợ rồi thì thôi đó, bây giờ đừng ăn vặt nữa, bớt lại đúng không? Bớt lại rồi. Rồi nhân hôm nay nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Thì có câu chuyện con chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời. Thì trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi Vợ Chồng Son thì con sẽ hung lại chồng con hai cái. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Hung đi, hung đi. Rồi bên kia. Trời ơi, dễ thương quá. Ủa gì thôi đó hả? Không gì cũng ngoại giao quá ha. Không gì kiểu là ngoại giao quá. Ôm nè, ví dụ như là phải ôm nhau siết chặt cái xong bắt đầu mới là đấm đuối hung lên chồng. Rồi hung cái thì, thôi cũng được. Ừ đó. Làm lại là đi. Khán giả cũng như là các trai làng mà nhiều khi mà có thích con mà nó thôi không được rồi. Không có mơ tưởng tới nhỏ này nữa, nó mê chồng nó quá rồi thôi. Nghỉ. Hung vậy giống như là trả nợ quý thần. Đúng không? Nè, đó, thấy cái tay ảnh vậy nè là ảnh chịu rồi nè. Lại đi. Làm lại cái kết thúc nào. Ừ. Rồi. Đó ôm đỡ. Rồi ok. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng con ha, làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý. Và riêng con trong ngành, chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý. Và sức khỏe nha. Rồi cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc, hiểu không? Phải có một cái sức khỏe thiệt là dẻo dai, phải thiệt là lanh lẹn. Dạ nha. Rồi.